Hôm nay 25 tháng 10, thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tạnh ráo, ban ngày trời nhiều mây, nắng gián đoạn, chiều tối xuất hiện mưa rào tại một số nơi, mức nhiệt dao động từ 31 đến 33 độ. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh ban ngày trời nắng, mây thay đổi, chiều tối nay có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 76 đến 81%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, ngày nắng có lúc gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, độ ẩm từ 77 đến 82%. Huyện Côn Đảo trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông, đông nam cấp 2, cấp 3. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 25 tháng 10 năm 2023, mức nước cao nhất 350cm vào lúc 9h30 phút và mức thấp nhất 135cm lúc 17h.